À, mình xin chào bà con. Nay mình xin giới thiệu cho bà con cái lô đất trang trại cây ăn trái nha bà con, vườn ao chuồng. Đây trên đất của mình là có nhà ở luôn nha bà con. Đó thì ở đây mình nói trước đất của mình đây. Để mà đi được đất mà ra đụng đường đầu đường bê tông thì từ đất của mình mà ra đụng đường đầu đường bê tông thì nó khoảng 400 mét nha bà con. Đó mà để từ đất của mình đây mà đi ra đụng đường tỉnh lộ đồng thời là chợ trường thì nó chỉ có một cây số thôi nha bà con. Đây trên đất của mình là toàn bộ là cây ăn trái nha bà con. Thì ở đây hồng xiêm nè, ổi nè, quýt, vú sữa, chanh, bưởi, cặp theo bờ hồ là chuối nữa, có nhãn nữa nha bà con, nhãn đang ra mùa ra bông, nhãn, mận cầu, đây mận nữa, nói chung là kính thưa các loại cây ăn trái, dừa, có dừa đầy đủ luôn. Đất này chủ vườn đã làm cái mô hình rất là bài bản nha bà con. Đây, ao đây là hầu như là múc, trước tiên là múc bao bốn mặt keo rẫy, rồi múc hàng đường ngang đường dọc đầy đủ hết. Là tổng diện tích là 4 hecta nha bà con. Đất là có đường điện 3 pha. Chủ vườn kéo riêng. Nói chung là đường điện 3 pha riêng của mình, không có chung với ai hết. Nếu bà con nào mà yêu thích cái mô hình trang trại vườn cây ăn trái kết hợp vườn ao chuồng, nhà vườn nghỉ dưỡng thì theo như mình thấy cái mô hình này với cái lô đất này đúng đẹp luôn. Từ đất của mình đây mà đi ra tỉnh lộ đồng thời là trung tâm trường chợ thì nó chỉ có một cây số thôi nha bà con, một cây số đến hai cây số là tới trung tâm xã rồi. Còn từ đất của mình đây mà đi ra quốc lộ 14 đồng thời cũng là thị trấn thì nó chỉ có 5 cây số, 6 cây số thôi. Đây, lô đất 4 hecta mình đang thông tin hình ảnh hồi nãy giờ cho bà con là nó chạy vô cặp trong suối, là ở đây mình nhìn thấy bên kia cũng trồng cây cho bà con, trồng cây ăn trái đó, cặp theo suối tuốt bên kia đó bà con. Ở đây nhìn thấy cái đường dây điện của mình này chạy qua tuốt bên kia, nó bao vô đây. Chủ vườn đã làm cái mô hình vườn cây ăn trái kết hợp ao cá đúc đẹp luôn.